10 điều vô cùng kỳ lạ chỉ có ở Triều Tiên. Triều Tiên là đất nước khép kín nhất thế giới nên luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Mặc dù vậy, vẫn có thông tin về những điều lạ lùng ở đất nước này bị lọt ra ngoài, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Thành phố giả. Vào những năm 1950, Triều Tiên cho xây dựng thành phố Kijong-dong, còn gọi là Làng Hòa Bình, gần biên giới với Hàn Quốc. Thành phố do quân đội quản lý. Theo chính phủ Triều Tiên, nơi này gồm nhiều khu nhà tập thể với 200 gia đình, trường học và bệnh viện. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, tiếng quốc ca vang vẳng khắp nơi. Nhưng thực ra, đây là một thành phố trống rỗng. Chúng được ngụy trang thành thật để tạo cảm giác thịnh vượng cho thế giới bên ngoài, nhằm đánh lừa các nhà quan sát quốc tế và các nước láng giềng. Luật cấm cười. Trong thời gian tưởng niệm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong-un, người dân Triều Tiên bị cấm cười, uống rượu hay tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào. Bất cứ người nào bị phát hiện tham gia các hoạt động này sẽ bị bắt. Một nguồn tin nói với AFA, trước đây nhiều người bị bắt gặp uống rượu hoặc say xỉn trong thời gian tưởng niệm đã bị bắt giam và xử lý như tội phạm về tư tưởng. Họ bị đưa đi và không bao giờ trở về. Mặc quần jeans là phạm pháp. Quần jeans được yêu thích ở khắp nơi trên thế giới, nhưng không được phép mặc ở Triều Tiên. Nguyên nhân là vì quần jeans được coi như biểu tượng của chế độ đế quốc phương Tây. Không có quyền vào web thế giới và wifi. Ở Triều Tiên, người dân có thể sử dụng máy tính nhưng chỉ có thể truy cập vào mạng nội bộ. Tất cả các trang web quốc tế đều bị cấm. Chỉ những người có quyền mới có thể truy cập vào web quốc tế. Người dân chỉ có thể truy cập khoảng 1.000 đến 5.500 trang web nội địa. Đất nước này cũng không có wifi. Các thiết bị di động thậm chí còn không thể truy cập vào mạng nội bộ. Các loại máy tính bảng bán ở Triều Tiên đều là do Trung Quốc sản xuất, nhưng đã được bỏ đi tính năng Wi-Fi và Bluetooth. Một người phạm tội cả nhà đi tù. Ở Triều Tiên, nếu một người vi phạm pháp luật hoặc đi tù, sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình. Triều Tiên có quy tắc trừng phạt 3 thế hệ. Theo đó, cả ông bà, cha mẹ và con cái của người phạm pháp đều sẽ bị đi tù hoặc đưa đến trại cưỡng bức lao động. Chính sách nhà tù 3 thế hệ chủ yếu được áp dụng cho những người bị coi là kẻ thù của nhà nước hoặc phạm tội chính trị. Mục đích của nó là gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn chặn mọi ý nghĩ bất đồng chính kiến và không trung thành với nhà nước. Không được mua nhà. Bạn không thể mua bất động sản ở Triều Tiên. Nhà ở Triều Tiên không được mua bán một cách chính thức mà được phân phối bởi chính phủ. Tuy nhiên, một số người vẫn có thể mua chúng trên thị trường chợ đen. Cách tính năm có 102. Đối với Triều Tiên, năm nay không phải năm 2024 mà là năm 122. Vì từ năm 1997, Triều Tiên đã thông qua cách tính năm riêng của mình. Họ căn cứ vào ngày sinh nhật của lãnh tụ Kim Nhật Thành là ngày 15 tháng 4 năm 1912 và lấy đó là năm đầu tiên. Đi du lịch. Ở Triều Tiên, du lịch quốc tế bị cấm. Công dân Triều Tiên không thể mua vé máy bay quốc tế và bay sang một quốc gia khác để nghỉ mát. Rất ít người được sang Trung Quốc hoặc Nga nhưng với mục đích lao động kiếm tiền. Việc hạn chế đi lại cũng được áp dụng trong nước. Để thăm người thân ở một thị trấn khác hoặc một ngôi làng, người dân phải nhận được sự cho phép. Bầu cử. Đúng vậy, ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo phải thông qua hệ thống bầu cử. Tuy nhiên, trên phiếu bầu chỉ có một lựa chọn, vì vậy tỷ lệ ủng hộ luôn là 100%. Không được nói về chính phủ. Người dân cũng như du khách ở Triều Tiên đều bị cấm thảo luận về chính phủ. Nếu bị bắt, những người bị kết tội sẽ bị đưa đến các trại cải tạo. Ở đây, họ sẽ phải trải qua quá trình lao động khổ sai và tuyên truyền về hệ tư tưởng của Triều Tiên.